Và bây giờ em cùng với chồng sẽ xuống dưới suối này các bạn, xuống dưới suối để lấy nước lên. Dưới này nó rất là ẩm ướt, xong rồi nó tối tăm, chắc là nhiều muỗi lắm đây. Đi đường phải rất là cẩn thận. Bây giờ là mùa hè. Nhà em cái suối này nó ở bên cạnh ruộng. Và bây giờ lội xuống, ôi rồi ngập luôn cả ủng luôn. Ngập ủng. Ui giời ơi, nó còn lún nữa, giống như lội xuống ruộng ấy các bạn. Dèo ơi, thế mà mấy hôm trước mưa nó nhiều nên nước nó rất là lụt. Và ra đến mãi đằng trên kia để lấy nước, để em ra đấy xem nào. Sợ nó lụt ủng với nước nó chảy vào trong nữa. Vậy mà ngày nào chồng em xuống đây lấy nước lên để bón cho cây ớt đấy các bạn ạ. Ôi giời ơi, thế nên thấy chồng em cũng vất vả lắm. Đây cái máy thì để mãi dưới này, xong rồi trước khi trời mưa là cũng phải bê cái máy này lên tận trên kia, không thì nó trôi mất. Nước suối đây các bạn, nước thì cũng khá là sạch. Và bây giờ chồng em thì đang cho xăng vào, phải biết xăng hay dầu nữa, để cho chạy máy. Ở Hàn Quốc thì máy bơm nước cũng có hai loại, một loại là chạy bằng xăng, một loại là chạy bằng điện. Những cái nơi ở ngoài suối như thế này thì nó rất là xa những cái khu vực có điện, cho nên là dùng cái máy chạy bằng xăng này em thấy rất là tiện, không cần phải dòng dây điện phức tạp. Muốn để ở đâu cũng được, chỉ cần ở gần chỗ có nước xong nó đẩy nước lên. Mà máy này cũng rất là khỏe. Và đây, suối nước rất là nhiều, nước ở đây cũng rất là sạch các bạn ạ. Nó chảy rất là to. Mấy hôm trước thì mưa rất là to cho nên là nó cũng giống như thành lũ ấy, nó cũng trôi, nó cuốn rồi là cỏ rạp hết xuống. Xong bây giờ tạnh mưa rồi thì bắt đầu cỏ nó lại ngóc lên. Và bây giờ chồng em sẽ mở máy. Đấy, đấy. Sau khi bơm nước lên thì chồng em sẽ nhận nước cho vào cái thùng này. Và nhận đầy nước một cái thùng này, bắt đầu pha thuốc ra xịt cho cây ớt. Hoặc là muốn bón phân thì có thể trộn các loại phân bón vào và bón cho cây. Ôi giời ơi, nắng quá, nói không nên lời nữa các bạn ạ. Nước khá là sạch đúng không các bạn? Và nó cũng bị rò rỉ chỗ này chỗ kia, nhưng mà lên đến trên này cũng khá được nhiều nước. Thấy trong nước thì chồng em lại phải chạy xuống tắt máy. Cẩn thận chồng ơi. Chỗ này là cái rãnh thoát nước mà nó đang bị nghẹn. Chồng em phải khai thông nó ra. Thỉnh thoảng thì chồng em sẽ phải đi kiểm tra những cây ớt, xem có cây nào nó bị cái bệnh gì không, xong rồi có quả nào nó hỏng thì phải hái vứt nó đi. Ớt nó rất là khó tính các bạn ạ. Chỗ này nước nó nhiều ấy, nó dễ bị mắc cái bệnh thối quả. Và đây các bạn thấy ớt quả nó đang to rất là đẹp mà cũng bị hỏng, thế là phải hái vứt đi. Nông nghiệp không có dễ đi nào. Muốn trồng được mấy quả ớt mà bán được đến tay người tiêu dùng rất là nhiều công sức, phải xem xét rồi chăm sóc rất là cẩn thận. Tiếc quá, những quả ớt rất là to và rất là đẹp. Cả ruộng ớt như thế này lo lắm các bạn ạ. Nó mà bị phát bệnh của gái là rất là nguy hiểm. Quả ớt này này các bạn thấy không? Nó bị hư đoạn cuối, thế là phải hái vứt đi. Có rất là nhiều những cái quả to nó cũng bị hư. Đây, như quả này. Quả này. Đấy, các bạn thấy nó bị hư một cái chấm này thôi. Cũng bị, đấy. Đây, nó bị thối một chấm thôi, nó cũng phải hái vứt đi. Và quả ớt thì khá là to, rất là phí. Cái này chỉ còn một tháng nữa là có thể được thu hoạch này. Quả ớt này cũng phải dài khoảng 15-18 cm. Bây giờ đến lúc chồng em pha thuốc để phun cho cây ớt. Thuốc có rất là nhiều loại, và còn phải có công thức, tỷ lệ và liều lượng. Sẽ pha ra một cái bình lớn như thế này các bạn ạ. Chỗ này khoảng được 200-300 lít nước. Sau đó là pha thuốc đủ liều lượng, dùng cái máy kia bắt đầu là xịt thuốc hết một lượt những cái ruộng, những cái bạt ớt như thế này. Chồng em bây giờ cho pha thuốc vào một cái này, máy nó đều lên rồi mới đổ vào trong cái bình nước kia.
Cái này không phải là thuốc trừ sâu mà nó chỉ là một số những cái loại dầu này rồi cái gì nhỉ? Muối này. Top secret. Bí mật cái khỉ gió. Đấy, pha ra thì nước nó hòa vào trong nước các bạn ạ. Đây là một loại dầu nhập khẩu từ châu Phi, giúp cho những cái loại bọ cánh bướm gì đấy nó không cắn, nó không ăn, nó không đục quả ớt. Xong rồi đây là một loại bột. Bột này thì giúp cho cái quả ớt nó đỡ bị thối, đỡ bị vi khuẩn tấn công. Liều lượng thì khá là cao, tỷ lệ 1:500. Chồng em cũng làm YouTube về nông nghiệp cho nên là cũng khá nổi tiếng trong cái lĩnh vực làm nông nghiệp không dùng thuốc trừ sâu, thân thiện và bảo vệ môi trường. Những cái việc mà bón phân này hay phun thuốc, những cái việc nặng thì đa số là chồng em làm hết. Những cái này thì em cũng không có biết. Em chỉ giúp chồng làm những công việc như là căng dây này rồi nhổ cỏ. Sau khi hòa tan vào nước thì lại đổ vào đây. Ôi. Và bây giờ chồng em sẽ cho đây là muối các bạn ạ. Cái cơ bẩn trà đó. Muối. Muối. Khi mà bón phân hay là phun thuốc cho ớt thì cũng nên cho một ít muối vào. Rất là tốt cho cây ớt. Và bây giờ chồng em sẽ cho thêm phân bón lá. Phân bón lá này là cái phân mà chồng em đã tự làm tỷ lệ. Đây có ảnh là chồng em trên này các bạn ạ. Ở Hàn Quốc thì bây giờ chồng em cũng đang bán cái phân này cho người nông dân. Họ trồng ớt họ cũng hay sử dụng, cũng khá là nhiều người mua. Và phân này thì có nhà máy sản xuất riêng, giống như là chồng em làm cộng tác viên cho họ đấy. Mình chỉ là người bán thôi, còn họ thì sản xuất và họ gửi cho người ta. Nói chung là cũng gọi là kiếm thêm thu nhập thôi chứ cũng không phải là được quá là nhiều, nhưng mà cũng được thêm phần nào đấy. Rất là vui các bạn ạ. Phân bón này thì nó có hai loại, một loại trắng, một loại đỏ. Nó giống như là loại phân bón vi lượng ấy, như là canxi này rồi magie các kiểu, bổ sung những cái phân bón mà phân bón viên rồi là những cái phân bón NPK nó không bổ sung được, thì đây là cái loại phân bón vi lượng và chuyên bón cho lá, phun lên trên cây hoặc là mình trộn vào nước và mình tưới cho cây ớt. Cây ớt nó cũng sẽ phát triển rất là tốt. Ngoài ra thì chồng em còn cho cả mì chính nhá. Bón cho ớt thì cho mì chính vào. Mì chính đấy. Đây mì chính bây giờ cho vào trộn lên và cũng bón luôn cả cho cây. Mì chính này mà bón cho cây ớt thì lá ớt nó mượt hơn rồi quả ớt nó sẽ đẹp hơn các bạn ạ. Nó đi bón thuốc cho cây mà đi dùng tay bóp cái này không các bạn? Đây là xà phòng. Mấy cái bánh xà phòng mà các bạn đem rửa tay rồi, hay là xà phòng giặt đồ mà người ta làm thành bánh đó. Chồng em cho ngâm vào nước cho nó rã ra, xong bây giờ cũng trộn vào để phun cho cây. Bây giờ đang bóp cho nó tan ra. Xà phòng này nó cũng có tác dụng làm cho mấy cái loại bọ nó bám vào lá ấy, nó giảm bớt đi. Và sau khi pha xong thì lại đem vào đổ vào đây và trộn đều lên. Và bây giờ chồng em thành phù thủy trộn thuốc đấy các bạn. Giống như trong xem mấy cái phim ấy. Chồng ơi nhăn mặt xem nào. Nhăn mặt đi. Nhăn mặt đi. Chùm ugly boy. Nhăn mặt đi. Trông giống như kiểu phù thủy trộn thuốc ấy. Đấy, ngoáy mà cái thùng thuốc này nó cũng to nên phải dùng hẳn cái xẻng. Xong rồi ngoáy với một cái lực rất là mạnh, bụng một múi, sử dụng hết công suất. Nắng lắm. Chồng em chịu nóng cũng kém các bạn ạ. Người Hàn thực ra họ chịu lạnh tốt chứ nóng thì một tí là há mồm ra kêu ngay. Bây giờ thì đậy nắp vào, bắt đầu là mở máy lên là phun thuốc cho ớt thôi. Ở đây là cái máy phun thuốc đây. Bây giờ kiểm tra xăng xem có xăng hay không, rồi đổ xăng vào. Máy này là máy của Trung Quốc các bạn ạ. Mua giá khoảng 1.200.000 đến 1.500.000 won, tương đương với 30 triệu Việt Nam đồng một cái. Máy này nhà em cũng mua dùng được 5-7 năm rồi, cũng khá là bền. Cũng hỏng 1-2 lần thì đem ra sửa. Sửa mất khoảng vài chục ngàn won. Máy này cũng chạy xăng các bạn ạ, không có chạy điện cho nên là rất là tiện. Ví dụ như là người nào mà họ trồng rau ở trên đồi hay họ trồng cây ở trên tít những cái núi xa như thế kia, không có điện ấy thì họ thường dùng những cái máy như thế này, thì dùng xăng thì mình chỉ cần mua xăng mình đổ vào thôi. Ở máy này thì phải giật rất là mạnh. Giật thôi. Đấy. Ô hỏng rồi chồng. Ô.
Dây rất là nhiều như thế này các bạn ạ. Đây là cái dây phun thuốc đây. Và bây giờ chồng em sẽ kéo lên luống và phun rất là đơn giản. Phương pháp này thì nó đỡ mệt hơn so với cái việc đeo bình, nhưng mà cũng phải kéo lực tay rất là mạnh. Và bây giờ chồng em phun thuốc đây các bạn. Các bạn thấy cách làm nó cũng rất là đơn giản đúng không ạ? Và đây là cái cách phun thuốc ở Hàn Quốc mà dùng máy. Hôm trước thì em đã giới thiệu cho các bạn phương pháp đeo bình để phun đúng không ạ? Phương pháp này thì nó đỡ mệt hơn, nhưng mà mình phải kéo dây và có người phụ giúp thì còn tốt, chứ còn nếu một mình thì phun được một đoạn lại phải ra kéo dây một lúc. Cách nào nó cũng có những cái ưu nhược điểm của nó. Chồng em thì khá là nhiều tuổi rồi cho nên là đeo bình phun nó rất là nặng, rồi là dễ mệt về đau lưng, đau vai, rồi xương khớp các kiểu. Cách này thì nó nhàn hơn cho nên là chồng em hay chọn cách này. Cách này thuốc nó dùng nhiều hơn nên là mất nhiều tiền hơn các bạn ạ. Người Hàn mà họ thuê người nước ngoài phun thuốc thì họ cho đeo bình, chứ còn dùng máy như thế này thì cũng tùy nhà thôi, tại vì mất nhiều tiền thuốc. Đằng nào họ cũng thuê công nhân mà, có người thì họ dùng bình phun cho nó giảm chi phí. Đằng nào nếu mà thuê theo tháng, còn nếu mà phun thuốc mà thuê theo ngày ấy thì cũng tùy. Lần trước thì chồng em dùng cái vòi xịt nước nó ra rất là nhiều, nhưng mà lần này thì được cái là vòi xịt nó ra nước vừa phải thôi, rất là ok. Cái tay cầm xịt thuốc kia là chồng em phải mua riêng, còn cái chỗ đầu vòi mà nó phun thuốc ra đấy, cái đấy là phải đổi mấy lần rồi các bạn ạ. Sau khi bơm khoảng một luống thì em lại phải ra kéo dây cho chồng, và kéo cái dây này thì khá là đau tay, nó cũng không nặng lắm. Và đấy bây giờ chồng em là cứ cầm cái dây và đi phun cho đến khi hết thuốc các bạn. Cũng phải phun mất khoảng 2-3 tiếng mới hết được cái chỗ thuốc đấy. Và đây như các bạn thấy, chỗ mà bị mấy con bọ nó ăn ấy, cây nó rất là nhỏ thì nó hút hết chất dinh dưỡng. Phun thuốc mấy lần rồi mà nó cũng không có hết. Nhiều cây nó nhỏ xíu như thế này. Có những cây mà nó không bị bệnh thì nó rất là tốt. Đây các bạn thấy không ạ? Nó rất là cao và rất là khỏe mạnh. Vì vậy là những cái cây ớt mà nó khỏe mạnh, nó to như thế này nhìn rất là thích. Và bây giờ quả cũng đang mọc rất là nhiều. Rất là thích các bạn ạ. Khi mà nhìn cây ớt mà nó ra nhiều quả rất là tuyệt vời. Quả ớt thì quả nào quả nấy to, căng mọng đi, bóng loáng. Nhiều bạn thấy làm nông nghiệp bên Hàn Quốc được tiền nên là cũng ham, cũng muốn sang đây làm. Tại vì ở nhà thì khổ quá. Làm ở nhà thì cũng vất vả mà không được bao nhiêu tiền. Thì cũng đúng như vậy các bạn ạ. Sang bên này làm thì có tiền thật, nhưng mà cũng vất vả, không khác gì ở nhà đâu. Và những cái khổ của nó thì có thể là nó khác một chút. Ví dụ như là khổ về bên tâm lý, nhớ nhà, rồi là khổ về món ăn nó không hợp, hay là khổ vì bị người ta khinh bỉ, người ta chửi, rồi thái độ này nọ, rất là nhiều cái khổ khác nhau. Mỗi người thì sẽ có những cái sự chịu đựng về cái khổ riêng. Và tiếng ve bây giờ thì rất là to. Các bạn thấy không ạ? Nắng như thế này cỏ nó mọc rất là tốt như thế này. Lúc mà chồng đi phun thuốc thì em sẽ đi nhổ cỏ dưới rãnh, rồi là trong những cái cây ớt này nó cũng mọc cỏ như thế này, thì rất cỏ đi cho cây ớt, rồi nó có quả sâu nào thì mình rất nó đi. Cỏ nó mọc ở bên cạnh những cái ni lông như thế này. Ở Hàn Quốc những nhà mà họ trồng ớt họ cũng hay thuê công nhân đi nhổ cỏ như thế này các bạn ạ. Những cái cỏ ở rãnh hay những cái cỏ ở cây, nhưng mà họ chỉ thuê công Nhật thôi. Còn những nhà làm to họ mới thuê tháng. Còn những nhà làm nhỏ như nhà em ấy thì nhiều nhà họ cũng không thuê đâu, tự làm. Lãi cũng chả được bao nhiêu cả. Thuê người mất bao nhiêu là tiền. Tiền nhân công ở bên Hàn Quốc thì không hề rẻ chút nào. Đấy các bạn thấy không ạ? Ớt nó mà bị bệnh một cái là rất là buồn, sợ lúc còn đến lúc thu hoạch không được cái quả nào mà thu ấy. Ở bên Hàn Quốc thì chỉ cần bị một cái chấm hỏng thôi, hư thôi là các bạn không thể bán được. Có nghĩa là cái sản phẩm mà họ yêu cầu rất là cao. Còn nếu mà các bạn bán sản phẩm kém chất lượng thì giá nó rất là rẻ. Kéo còn không đủ công các bạn đi hái ớt luôn. Năm nay thì không biết giá ớt như thế nào nhưng mà chăm rất là vất vả. Năm ngoái thì thời tiết nó thuận lợi hơn. Năm nay khá là khắc nghiệt. Rất là nhiều bạn muốn sang Hàn Quốc làm nông nghiệp thì các bạn cũng có thể tìm hiểu rất là nhiều cách. Nếu mà các bạn nhiều tuổi rồi thì có thể tìm hiểu đi lao động thời vụ ở Hàn Quốc. Lao động thời vụ thì tuổi nhiều một chút thì có thể là họ vẫn nhận. Còn nếu mà các bạn muốn đi lao động theo diện visa lâu dài khoảng 3-5 năm thì phải dưới 35 tuổi, và cũng có rất là nhiều những cái điều kiện khác như là phải học tiếng Hàn này, phải thi đỗ mới được đi. Còn bạn nào mà không thể đi được theo diện xuất khẩu lao động thì các bạn có thể tìm hiểu một số những loại visa như là visa thời vụ, visa du lịch, visa thương mại. Đấy là một số những cái cách mà có thể sang Hàn.
để được làm việc bên Hàn Quốc thì đầu tiên các bạn phải ở Hàn Quốc đã. Nếu mà các bạn đã sang đến bên Hàn thì bên này rất là nhiều việc. Không có việc này thì việc kia, làm nông này, làm trong những trại chăn nuôi, làm trong các công ty, làm ở trong những cái khu vực chế biến thủy hải sản, rồi là nhà máy công nghiệp, hay là làm ở những cái khu vực biển như là làm về bên rong biển này, rồi làm bên cá, rất là nhiều việc các bạn ạ. Chỉ có sợ các bạn không có sức làm thôi, tại vì nó cũng cực lắm. Làm nông, làm chân tay rồi phải bỏ sức lao động ra. Trên cái thế giới này lúc nào cũng có hai loại công việc. Đầu tiên là công việc làm chân tay, thứ hai là công việc làm đầu óc. Khi mà các bạn không sử dụng đầu óc trong công việc thì các bạn phải sử dụng chân tay và sức lao động. Bạn nào càng khỏe mà dễ sống thì còn cuộc sống nó dễ hơn một chút. Chứ bạn nào mà yếu rồi xong rồi ăn uống khó khăn rồi khó tính về nơi ở, lại bẩn này hay cái gì ấy, yêu cầu cao về cuộc sống ấy, sang bên này khó khăn lắm. Ở bên này khi mà các bạn đi làm việc ấy, sống càng đơn giản càng tốt, càng dễ tính càng tốt. Ăn uống thì chúng ta cũng phải dễ ăn một chút, rồi ít dị ứng. Có rất là nhiều người sang bên này rồi bệnh tật các kiểu, không đủ tiền chữa bệnh, rồi cũng còn không có tiền về Việt Nam luôn các bạn ạ. Rất nhiều những cái trường hợp rất là đau lòng, nên là mọi người cũng phải suy nghĩ rất là kỹ. Chứ không phải là cứ thấy người ta kiếm được nhiều tiền là mình cũng muốn sang, mình cũng muốn đi. Nhìn thế thì ai chả ham đúng không ạ? Nhưng mà xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Nếu mà ở Việt Nam mà các bạn kiếm đủ ăn nhàn nhàn ấy thì ở Việt Nam hơn. Còn nếu mà thấy nghèo quá khổ quá mà muốn sang bên này ấy thì cũng phải suy nghĩ thật là kỹ trước khi đi. Và trước khi đi thì cũng phải suy nghĩ, chuẩn bị cái tâm lý của mình rất là vững chãi và rất là phải kiên cố. Lúc mới sang thì em cũng xác định là sang bên này có thể lấy chồng cũng khổ lắm, này em cũng xác định tâm lý rồi. Khổ thì cũng phải chịu, sướng thì mình chịu, khổ thì cũng cố gắng mà chấp nhận, đối mặt và vượt qua thôi. Đây là con đường mình chọn mà, có ai chọn cho đâu. Cho nên là sướng thì hưởng, thì khổ thì cũng kêu, nhưng mà cũng phải chấp nhận. Đời người không biết thế nào các bạn ạ, mỗi người một số phận. Miễn là mình cố gắng, miễn là mình chăm chỉ làm việc, miễn là mình cố gắng làm sao cuộc sống mình vui vẻ và sung túc hơn, giúp được gia đình thì tốt quá. Hơi nóng, em đang nhổ cỏ đây. Chồng em nó vừa phun thuốc mà đi đâu mất thôi, mất tăm luôn. Chồng ơi, em ra chỗ chồng xem thế nào đấy. Chồng ơi, chồng ơi, trốn ở đâu rồi chồng? Ở đây ngồi thù lù một góc đây các bạn ạ. Cứ tưởng nắng quá chú mưa cơ, hóa ra như là nó bị hỏng cái van tưới thì phải. Đang ngồi lắp lại. Ớt ở trên này thì nó xa quá, nó không được đẹp. Ớt mà nó xa cái vị trí nước tưới ấy, cái ống dẫn lên trên này ấy, thì ớt ở bên dưới nó ăn nhiều hơn, càng lên bên trên thì càng khó. Lại bị hỏng hả chồng? Khổ thân chồng em. Nông nghiệp ấy các bạn, mua máy móc rất là nhiều, xong rồi lại còn bị hư này hư kia, chứ đâu có phải là chúng ta đầu tư một lần mà nó được suôn sẻ cho đến lúc cuối đâu. Nông nghiệp ở Hàn Quốc mà các bạn làm không có giỏi thì các bạn chỉ có mang lợ rất là nhiều. Tại vì nông nghiệp bên này ấy, họ yêu cầu khá là cao, nhân công thì đắt, cho nên là phải mua rất là nhiều các loại máy. Máy thì cũng không có rẻ. Mình mua một lần thì mình có thể sử dụng được lâu, nhưng mà cái chi phí đầu tư rất là lớn. Vì vậy có rất là nhiều người họ đầu tư mấy tỷ vào làm nông nghiệp, nhưng mà kỹ thuật thì chưa có nhiều, rồi chưa kinh nghiệm ấy, dần dần là lỗ vốn rồi thua lỗ. Làm cái gì thì cũng phải có kỹ thuật và cũng phải có cái cơ bản đã. Rất là nhiều người đi làm ở thành phố lâu rồi áp lực ấy, chán muốn về làm nông. Thấy người ta làm nông thì cứ nghĩ là làm nông thì chắc cũng đơn giản thôi, và đầu tư rất là nhiều tiền, đến khi rồi không làm được thì cũng vỡ lợ và phá sản rất là nhiều. Nông nghiệp nhà em đây thì từ cái lúc mới làm cho đến bây giờ cũng đầu tư rất là nhiều rồi các bạn ạ. Mua đủ các loại máy, máy sấy rồi máy bơm nước, xong rồi máy phun thuốc, ống nước các kiểu, rồi đến khi máy rửa, cái gì mà chả phải máy. Máy nào cũng mấy triệu won chứ có rẻ đâu, mà toàn mua trả góp thôi. Cho nên là làm nông nghiệp mà không tính mua máy thì còn lãi được một tí, chứ mua cái máy vào xong là hết sạch tiền lãi. Giống như kiểu là làm mỗi năm là không công ấy các bạn, chỉ lãi được cái đống máy thôi. Mà đất đây thì đất thuê, chứ nếu mà đất của nhà em thì còn an tâm hơn chút. Tại vì đất thuê người ta đuổi đi lúc nào cũng không biết lúc đấy. Tuy có hợp đồng nhưng mà chủ vẫn là người nắm chuôi mà. Và không biết hỏng cái gì mà sửa mãi không được. Ngoài cái việc máy to nó hỏng, có đến lúc những cái loại máy nhỏ như thế này, phun thuốc phun thiết này nó cũng hư hại này. Rồi lúc máy bơm nước nó cũng hỏng, lại phải mua lại này. Ôi giời ơi, rất là nhiều vấn đề. Chồng em thì cũng rất là chăm chỉ, đang phun thiết rồi sửa máy sửa miếc, chịu khó hỏi lắm các bạn ạ, tìm tòi rồi tự làm hết. Em thì máy móc như thế này cũng có biết gì đâu. Thế chân à? Vế?
mồ hôi mồ kê nhễ nhại ra, trông khổ không kìa. Nóng lắm. Bảo đội cái khẩu trang vào cho nó đỡ cháy mặt. Khó chẩm đội đâu. Cháy đen xì hết cả người. Nhiều lúc em trêu chồng em chứ, anh mà sang châu Phi chắc là người ta nhận nhầm thành dân của họ luôn. Đen xì cháy khét. Ngày xưa mới sang Việt Nam gặp vợ thì béo béo trắng trắng, nhìn nó bẹo bẹo. Bây giờ thì nhìn có vẻ cứng hơn một chút nhưng mà đen xì. Nhìn thành nông dân. Thấy tối tối đen đen à? Và chồng em đang lắp lại cái vòi phun thuốc đấy. Cái vòi này mua 3.000 won đấy các bạn. Có cái vòi nhỏ xíu mà chồng em đang cầm ấy thôi. 3.000 won. Mà không biết bây giờ nó đang bị tắc hay bị gì. Nó là bị tắc ấy. Phun nó không có ra đều, nó không có mạnh như sao ấy. Và bây giờ tiếp tục đây. Ôi giời ơi, chồng ơi đừng có phun em. Trời ơi, phun thuốc nó bay hết cả mặt. May mà không phải thuốc từ sâu chứ không thì đen xì hết mặt mày. Và đây giờ có một người đằng sau cầm cái dây này cho chồng em. Đi sang núi bên cạnh mà. Giờ phải có một người phụ. Phun thì cũng nhẹ nhàng như thế này các bạn ạ. Ở Việt Nam mình thì không biết là phun như thế nào nhỉ. Chắc là bây giờ cũng có rất là nhiều máy móc tiên tiến rồi. Lúc trước em ở Hà Nội thì mọi người cũng dùng nhà lưới rồi công nghệ cao rất là nhiều. Nhưng mà đa số chỉ có những nhà mà họ có tiền, họ đầu tư mới được một dàn nhà lưới rồi máy móc các kiểu. Chứ còn như nông dân nhỏ thì bảo vay lên 100-200 triệu mà làm nông nghiệp thì cũng thấy khó đúng không các bạn. Làm thì thứ nhất là thu nhập thì thấp. Cũng phải có kiến thức với kỹ thuật mới làm được chứ. Cứ đầu tư dàn ruộng ra đấy thì lúc này chỉ có khổ thôi mà nông dân Việt Nam mình lại nghèo nữa. Rất là vất vả. Nhiều bạn cũng nói là ôi giời ơi nông nghiệp Hàn Quốc mà như thế này. Nhà em làm nhỏ đấy các bạn ạ. Làm nhỏ theo cái kiểu gọi là nông nghiệp nhỏ lẻ thôi. Làm thủ công là chính. Chứ còn những cái nhà mà nông nghiệp lớn họ đầu tư máy móc ấy. Hiện đại lắm, dùng máy hết. Rồi robot, robot các kiểu. Nhà em thì tiền đâu mà đầu tư mấy cái đấy. Động đến máy là động đến tiền. Một cái máy móc hiện đại một chút là cứ 10 triệu với 20 triệu won. Rồi đầu tư một cái hệ thống cũng mất mấy chục triệu won. Động đến là tiền cả chứ. Cho nên là phải có tiền mới đầu tư được các bạn ạ. Phải có tiền mới hiện đại được. Rồi là cũng phải có kỹ thuật nữa. Làm thì cũng phải có lãi chứ. Bây giờ cứ đầu tư một đống ra chẳng lẽ đi vay ngân hàng về mua mấy cái máy xong rồi chả biết thế nào. Nhiều người nói thì nghe thì có vẻ giỏi chứ thử làm xem. Thế cho nên là mỗi người một kiểu miệng lưỡi thế gian mà người ta nói sao thì mình cũng phải nghe rồi tiếp thu. Cái hay thì mình học, cái dở thì mình bỏ ngoài tai. Em với chồng em thì cứ chăm chỉ là được. Sau thì hy vọng cũng sẽ có những kết quả tốt. Bây giờ thì cũng đang rất là chăm chỉ đây các bạn. Các bạn có thấy vợ chồng em chăm chỉ không ạ? Rồi bây giờ. Rồi bây giờ em phải đi kéo dây cho chồng nữa các bạn. Dây lại từ hướng này sang hướng kia. Đấy cũng phải có một người phục vụ bên cạnh nhé. Bây giờ nắng ham rồi các bạn ạ. Chồng em mang quạt ra cho đây. Cơm. Thấy vợ làm mệt thì cũng biết bật quạt cho vợ đấy. À, mát quá. Mát. Đấy, mát lòng mát dạ chưa. Thôi chồng nó bằng quạt nó bật cho. Phê. Nắng hám không? Uống nước đi chồng. Ở Việt Nam bây giờ mà làm cốc nước dừa là ngon tuyệt vời. Ở bên này có nước không uống thôi các bạn ạ. Làm mấy tiếng nắng lắm, nóng. Mọi người ai thấy chăm chỉ thì cho em một cái like nhá. Nhớ đăng ký kênh và like video giúp em nhé. Chồng ơi lại đi đâu? Cứ chúc thuốc hả?